Xin chào quý bậc phụ huynh, quý thầy cô và các em học sinh thân mến. Trong video hôm nay chúng ta tìm hiểu bài số 42 chia cho số có hai chữ số. Bài tiếp theo và bài tập môn toán lớp 4 bộ sách Cánh Diều. Rồi, bây giờ thì các em hãy mở sách của chúng mình ra trang số 101 nào. Mình sẽ đến với cái bài số 1 này. Người ta yêu cầu là tính. Được chưa? 64 mà chia cho 12. Đó. Như vậy thì chúng ta tự ước lượng làm tròn đúng không nào? Đấy, 64 thì nó sẽ là 60. 12 đây là gì? 10. Như vậy 60 mà chia cho 10 thì được 6 này. Chúng ta nhẩm ở đây này. 6, 2, 12, viết 2 với 1, 6, 1 là 6, thêm 1 là 7. Như vậy nó lớn hơn cái 64 này rồi. Do vậy mình sẽ là gì? Giảm nó đi, 1 đơn vị nha. Được không? Được 5 nhá. Được 5 nào. 5 x 2 thì bằng 10, viết 0 nhớ, 1. 5 x 1 bằng 5, thêm 1 bằng 6. Như vậy đây sẽ là 60. Và phép chia này là phép chia có gì? Có dư. Chúng ta dư mấy? Dư 4 này. Ok chưa? Rồi tương tự 83 với 16. Đấy thì 83 chúng ta làm tròn là 80 đúng không? 16 là 10. Như vậy 80 mà chia 16 thì được chia cho 10 thì được 8. Kem nhẩm đây, 8648, viết 8 nhớ 4, 81 là 8, 8 thêm 4 12, lớn hơn rất là nhiều. Đúng không? Kem giảm xuống 7 xem nào. 7642, viết 2 nhớ 4, 71 là 7, 7 thêm 4 11, vẫn lớn hơn, cũng không được đúng không? Chúng ta xuống 6. Đấy, bắt buộc em phải giảm nhá. 6636, viết 6 nhớ 3, 61 là 6 thêm 3 là 9, 96 vẫn lớn hơn 83, như vậy vẫn không được. Vậy thì sẽ nhẩm xuống tận gì? 5. 5630, viết 0 nhớ 3, 51 là 5 thêm 3 bằng 8. Ok nhá. Đấy, như vậy thì những cái phần này bắt buộc chúng ta phải có gì? Có cái sự làm tròn rồi chúng ta nhẩm nha các em. Ok chưa? Rồi tương tự nè. Như vậy ở đây các em sẽ nhẩm 348 thì các em sẽ làm tròn nó lên là khoảng 350 đúng không? Mà chia cho 50. Đúng chưa nào? Thì được khoảng 7 này. 7 x 0 là 0, 7 x 5 3 35. Như vậy được không? Không được. Đúng không? Bởi vì sao? Bởi vì cái thằng này này nó là 2, 2 đơn vị, thằng này 8. Vậy chỉ được 6 thôi. Đúng không? 6 thôi nhá. 6 x 2 12, viết 2 nhớ 1, 6 5 30 thêm 1 3 31. Ok chưa? Đấy, sau đó chúng mình trừ nó đi. 8 trừ đi 2 thì bằng 6 này. 4 trừ 3, 4 trừ 1 thì bằng 3. Ok, rồi tương tự cái này chúng mình cũng sẽ nhẩm cho thầy nhé. Được khoảng mấy? 7. 7321, viết 1 nhớ 2, 7749. 49 mà thêm 2 thì được 5, 51. Đó, như vậy chúng ta lưu ý chúng ta làm tròn và chúng ta phải nhẩm ra giấy nháp. 0 này, 6 trừ đi 1 thì bằng 5. Như vậy đây phép chia có dư 50. Rồi, sang câu B. Người thì yêu cầu là đặt tính. Rồi chúng ta tính. Những phần này chúng mình làm nhanh nhé. 1, 3, 8 chia cho 23. Hãy thầy sẽ làm nhanh nhé, không có giảng nữa. Chia cho 23. Như vậy mình sẽ nhẩm 130 chia cho 20 được 6 đây. 6, 3, 18, viết 8 nhớ 1, 6, 2, 12 thêm 1, 13. Ok, như vậy cái này vừa hết này. Xong nhá. Rồi, tương tự 155 chia cho 3, 39. Được chưa? Như vậy các em nhẩm 15 chia cho 3
được 5, 5, 9, 4, 5, viết 5 như 4, 5, 3, 15, thêm 4, 19, không được, 4 à, 4, 9, 3, 6, viết 6 nhớ 3, 4, 3, 12, không được, chỉ được 3 thôi, 3, 9, 2, 7, viết 7 nhớ 2, 3, 3 là 9, 9 thêm 2 là 10, 11, ok, 15 trừ đi 7 thì bằng 8 này, 5 trừ 2 bằng 3, như vậy đây dư 38 nhé. Rồi, 1, 6, 1 chia cho 24. Chia cho 24. Như vậy chúng mình nhẩm xem nào. Thì được 16, được 5. 5, 4, 20 không nhớ 2, 5, 2 là 10. Thôi thêm lên đi, 6, 6, 4, 2, 4, viết 4 nhớ 2, 6, 2, 12, thêm 2, 16. Rồi được 7 xem, 7, 4, 2, 8, viết 8 nhớ 2, 7, 2, 14, 14 thêm 2 là 16, nhưng mà vẫn lớn hơn rồi, chỉ được 6 thôi. 6, 4, 2, 4, viết 4 nhớ 2 này, 6, 2, 12, 12 thêm 2 là 10, 14 nè, ok. Rồi chúng mình tiến hành trừ này, 11 trừ đi 4 thì bằng 7 này, 6 trừ 5 bằng 1 này, được chưa? Rồi tương tự này, 3, 1, 6 chia cho 39, chúng ta chia nó cho 39 này, chúng ta sẽ nhẩm thôi. 300 mà chia cho 30 đấy, thì chúng ta nhẩm nó khoảng 9 lần đi, đúng không? 9981 viết 1 nhớ 8, 9327. Rồi 27 mà thêm 8 thì quá lớn rồi, đúng không? Xuống tận 6 luôn xem sao. 6954 viết 4 nhớ 5, 6318. Wow, thấp quá. 8 nhá, được 8 đi, 8972 viết 2 nhớ 7, 83 24, 24 thêm 7, 24 thêm 7 là 31 rồi, như vậy được 8 không được, à được này, đúng không, 312 được nhá, như vậy đây được 8 lần này các em. 8972 viết 2 nhớ 7, 83 24, 24 thêm 7 là 3, 31 này, được chưa? Rồi, 6 trừ đi 2 thì bằng 4 này. Như vậy đây còn dư 4 nhá. Ta đến với phép chia tiếp theo nào. 104. 1, 0, 4 này. Chia cho 10, 16. Chia 10, 16 này. Như vậy chúng ta nhẩm này, được khoảng mấy, 6 lần đúng không? 6636 với 6 nhớ 3, 61 là 6 thêm 3 bằng 9. Ok. 14 trừ đi 6 thì bằng 8, còn dư 8 nha. Tương tự 281 này, chia cho 41. Những phần này giờ các em làm phải ao chỉnh rồi nhá. Đấy, ao chỉnh nhưng phải ao nhây nha. Không thể ao nhây được những cái phần này, quá dễ rồi. Phần này là bài con nít, đúng không nào? Được khoảng mấy? 6, 61 là 6, 642, 24. Ok, bài này có cái em mẫu giáo rồi. 11 trừ đi 6 bằng 5, 8 trừ đi 5 bằng 3. Ok, 2, 4, 2 chia cho 33. Chia 33. Như vậy sẽ được khoảng bao nhiêu? Chúng ta lại tiếp tục nhẩm thôi. Được khoảng 8 8 8 3 2 4, không được, được 6 thôi. 6 3 18 biết 8 nhớ 1. 6 3 18 thêm 1 19. Chúng ta thử lên 7 xem nhé.
7321 viết 1 nhớ 2, 7321 thêm 2 là 23. Như vậy mình lấy 3 được này. Được 3 nhá, à được 7 nhá. 7321 viết 1 nhớ 2, 7321 21 thêm mấy? Thêm 2 là 20, 23. Ok. Như vậy anh này còn dư 10, 11. Rồi, 1, 3, 9 này, chia cho 10, 17 này. Ok. Mấy kem nhầm cho thầy coi. Một ba mươi được 7 đi. 7749 với 9 nhớ 4. 71 là 7. 7 thêm 4 là 11. À, thử 8 thôi. 8756 với 6 nhớ 5. 81 là 8. 8 thêm 5 là 10. 13. Đấy, như vậy được khoảng 8 nha các em. Được khoảng 8 nhé. 8756 này, viết 6 nhớ 5 này. 81 là 8, 8 thêm 5 là 10, 13 này. Ok chưa? 9 trừ 6 thì còn dư 3. Đấy, xong nhé. Rồi, sang cái bài số 2 nào. Một bác thợ may đính khuy vào áo sơ mi nam dài tay. Mỗi chiếc áo có 13 cái khuy. Bác thợ may thì có 104 cái khuy. Hỏi bác đính được vào bao nhiêu chiếc áo? Chúng ta chỉ cần lấy cái gì nhỉ? Số cái khuy gì bác có là 104 này. Chia cho mỗi một cái áo là bao nhiêu? 13 khuy. Đấy, xác định được phép tính rồi. Dựa vào câu hỏi viết lời giải thôi. Hỏi bác đính được vào bao nhiêu chiếc áo? Đấy, thì chúng ta sẽ trả lời số chiếc áo, đúng không? Số chiếc áo bác đính được là, ok chưa? 104 chia 13. Được chưa? Như vậy chúng ta nhẩm xem nào. Được 8, 8, 3, 2, 4, 4, 2, 8, 1 là 8, thêm 2 là 10. Như vậy bằng 8 này. 8. Đơn vị đây là gì? Chiếc. Rồi, và khi ghi đáp số, các em ghi đủ cho chiếc gì? Đáp số 8 chiếc áo. Ok. Xong nhé. Sang bài 3 nào. Đánh cái dấu tích vào các tấm thẻ viết phép chia mà có thương lớn hơn 5. Đó, tức là gì? Để mà biết được đâu là cái tấm thẻ mà có phép chia lớn hơn 5 thì nhiệm vụ của chúng mình làm gì? À, thực hiện phép chia thôi, nhẩm thôi. 219 này, kem chia cho 44 này. Chúng ta cứ nhẩm xem nào. Nhớ là lớn hơn 5 nha. Như vậy thì anh này chỉ được khoảng 4 lần thôi. 44, 16 với 6 nhớ 1. 44, 16 thêm 1, 17. 17. Nếu mà 5, 5, 4, 20 với 0 nhớ 2. 5, 4, 20 rồi, không được. Như vậy anh này chỉ được 4 nhá. Còn dư bao nhiêu? 21 trừ đi 17 thì còn dư mấy? Dư 4. Như vậy đây sẽ là phép chia có dư, là thương là 4 này. Đấy, như vậy ta ghi đây nhé, để chúng ta biết này, có thương là 4 này. Rồi, tương tự này, không cần lấy số dư nha các em. 358 chia 72 chia cho 72, các em cũng nhầm luôn. Như vậy anh này cũng chỉ khoảng 4 lần thôi. 42 là 8, 47 28. Vì sao không được 5? Vì xin 57 35 mất rồi, đúng không nào? Đấy, như vậy đây sẽ là cũng chỉ được bao nhiêu? Cũng chỉ được bao nhiêu nhỉ? 4 thôi, có thương là 4 này. Ok. Rồi, xong phép chia đây. 280 chia cho 33. Như vậy thì
5, 5, 3, 15. Cái này chắc chắn được 5 này. Hơn 5 rồi đúng không? 6, 6, 3, 18 với 8 nhớ 1. 6, 3, 18 thêm 1, 19. Thêm nữa đi. Được cỡ 8 đi. 8, 3, 2, 4 với 4 nhớ 2. 8, 3, 2, 4, 24 thêm 2 là 26 này. Đấy. Như vậy anh này còn dư bao nhiêu? Dư 26. Được 8 này. Đấy, anh này có dư là 8 này kìa. Vậy anh ta sẽ chọn đây dấu tích này. Thương lớn hơn 5. 8 này lớn hơn 5. Đánh đây dấu tích nhá. Rồi, một phép chia. Phép chia tiếp theo chúng mình cứ nhẩm và chúng ta nháp thôi. 92 chia 18. 92 chia cho 18 thì có được 5 lần không? 5, 8, 4, 40, 0, 4, 5, 1 là 5, thêm 4 là 9. Như vậy anh này vừa bằng số 5 à? Đúng không? Đấy. Mà ta yêu cầu là lớn hơn 5. Vậy thì anh này không lấy nhá. Được chưa? 2, 8, 8 này chia cho 36. Được mấy? 6, 7, 8 đi. Được 8 đi. 8, 6, 4, 8 với 8 nhớ 4. 8, 3, 24. 24 thêm 4 là 28 này. Như vậy anh này được tới thương là 8 này. Thì chúng ta đánh dấu tích này. Ok. Được chưa? 2, 3, 2 chia cho 29. Đó, các em cũng nhầm thôi. Như vậy cái anh này được khoảng 8 lần không? 8 lần. 8, 9, 7, 2 viết 2 nhớ 7. 8, 2, 16, 16 mà thêm 7 là 23. À, như vậy anh này cũng có thương là 8. Lớn hơn 5. Như vậy thì chúng ta có các phép chia đó là gì? 280 chia 33, 288 chia 36 và 232 chia 29 có thương lớn hơn số 5 này nhá. Ok. Sang phần tiếp theo bài số 4. Một cái trường phổ thông dân tộc bán trú của tiểu học có là 252 học sinh. Nhà trường lập các nhóm tự quản giữ gìn vệ sinh môi trường, mỗi nhóm thì có 28 học sinh. Hỏi có tất cả là bao nhiêu nhóm? Có khác gì cái bài số 2 vừa nãy không nhỉ? Đính khuy áo á. 252 học sinh. Được chưa? Mà mỗi nhóm có bao nhiêu? Mỗi nhóm có 28 em. Đó. Vậy thì dựa vào câu hỏi để viết lời giải thôi. Hỏi có tất cả bao nhiêu nhóm? Vậy ta trả lời số nhóm có tất cả là, được không nhỉ? Đấy, số nhóm có tất cả là, các em lấy 252 chia 28 như nào. 252 chia 28 như vậy được khoảng 9 này. 9872 viết 2 nhớ 7. 9218 18 thêm 7 25, vừa đẹp luôn đúng không? Như vậy có số 9 nhóm. Ok. Và đến đây mình chỉ ghi đáp gì? Đáp số. Như vậy có tất cả là 9 nhóm. Rồi. Và chúng mình đã hoàn thành được bài 42 này. Đừng quên chia sẻ kênh cũng như video các em nhé.